Xin chào tất cả các quý vị, các thầy và xin chào các bạn. Vị thuốc quý diệt được virus corona. Đó là một bản tin mà tôi vừa đọc được của Nga. Thế bây giờ chúng ta xin giới thiệu với chúng ta là một cái tin vui của từ xuất bản từ tin từ Nga. Thì nói như thế này, là ông Mikhail Taborov, một bác sĩ nổi tiếng, phó tổng giám đốc khoa học của Viện Vaccine Quốc tế tại Liên Hợp Quốc ấy, vừa mấy hôm trước đã đến Tashkent, đến thăm Tashkent. Thì ông ấy đã cùng với Bộ trưởng Bộ Y tế của nước Cộng hòa này, Cộng hòa Uzbekistan đấy, và là ông Alisher Shermanov, thì họ đã có một cái bài giảng, ông ấy đã có một bài giảng chi tiết ở Tashkent, rồi sau đó biến thành một cuộc họp báo nói về một cái loại thuốc rất đặc biệt. Đó. Ông ấy nói rằng cùng với các đồng nghiệp của chúng tôi từ Uzbekistan, chúng tôi đã nhận thấy một điều đặc biệt là có một số quốc gia được gọi là Tam Giác Mông Cổ nằm ở Trung Á đấy. Mà tại sao là thuốc này lại hiện nay không bị bao phủ bởi coronavirus? Thì ông ấy nói là chúng tôi đã suy nghĩ về những lý do của hiện tượng này trong một thời gian khá dài. Có thể là do không khí ở đó khô, khí hậu đặc biệt. Nhưng có thể cũng là do họ có cái loại cỏ là tên là ở Nga, tên tiếng Nga là Isruk Trava. Isruk Trava. Đấy, các bạn nhớ cái loại cỏ đó. Ông ấy nói là nó đã được sử dụng để khử trùng ở các quốc gia Trung Á từ thời cổ đại. Đó. Mà chắc là được vì cái loại cỏ đó mà hiện nay các nước xung quanh Mông Cổ ở Trung Á không ai bị nhiễm cái loại virus này. Đấy. Ông ấy cũng khẳng định là đây không có ý định gì là dự đoán hoặc là giả định một điều gì đó. Nhưng sự thật vẫn là không có bất kỳ một quốc gia Trung Á nào được phát hiện bị lây nhiễm COVID-19. Và ông ấy cũng nói, và tôi hy vọng sẽ mãi mãi như vậy. Đấy, bây giờ chúng ta xem cái đoạn video ngắn của ông ấy nói họp ở Tashkent. Và ông đã nói như vậy. Đây là cuộc họp ở Tashkent đấy. Đấy, ông ấy nói. Đấy. Đấy, nước ở Trung Á và Mông Cổ. Đấy, trong cái vòng tròn chúng ta thấy đấy, vòng màu xanh đấy. Là tại sao những nước này lại không có bị virus? Ông đã nói rất nhiều về cái loại cây đó. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái loại cây đó như thế nào nhé, là loại cây gì mà lại hay như vậy.
Vâng, con cừ từ cái nguồn gốc, nguồn là từ tiếng Nga, từ bản tin tiếng Nga mà tôi dịch ra ngày hôm nay. Và tất nhiên là ông cũng nói đến là có một biện pháp rất thành công của chính quyền Uzbekistan là đã ngăn chặn được cái sự lây lan của loại virus này. Đấy, có những biện pháp như là cách ly rồi các thứ giống giống như chúng ta đấy. Nhưng riêng là ông có nói nhấn rất nhấn mạnh là cái loại cây Ysuk đấy, Trava, là cái loại cỏ đó. Thì đây là cái loại cỏ, cái hình này chúng ta sẽ xem cái hình loại cỏ ở đây. Đấy. Loại cỏ mà người dân bên bên Tashkent đấy, người ta hay dùng. Gọi là Ysuk Trava. Đấy, đây bản tiếng Nga đấy. Tashkent Trava. Chúng ta trông thấy cái loại cỏ đó chưa? Đó. Hãy giới từ giới thiệu cái loại cỏ đó để chúng ta thấy là nó có thực hiện nay ở Tashkent, ở vùng Trung Á của Nga và ở Mông Cổ. Thì cái loại cỏ này còn có tên là Garamala, mà tiếng Anh là Pegonum hagmala. Còn tiếng Trung là lùa chúa phẫng, tức là lạc đà bồng, nếu mà ta dùng cái gì tiếng âm là lạc đà bồng, tức là loại loại cỏ bồng có tên là cỏ lạc đà bồng, lùa chúa phẫng. Cái cây Ysuk này hoặc là cây Gamala này rất phổ biến trên toàn thế giới, nhưng ở Việt Nam lại không có. Khu vực sinh sống của nó chính là ở khu vực từ ven Địa Trung Hải cho tới Mông Cổ, rồi ở Nga, ở Trung Quốc, cũng như là hiện nay là người ta đã phát hiện ra là nó có ở miền Nam Hoa Kỳ và ở Mexico. Nên là tiếng tên thì Việt Nam chưa có, vì là chúng ta chưa có cái loại cỏ này. Nó phát triển ở thảo nguyên nửa khô cằn ở Đông Âu và ở Trung Á. Và cây cũng có độc tính nữa. Nó cũng hơi đặc biệt một chút là nó có độc tính. Nó là một loại cỏ lâu năm, có nhiều cọng. Chiều cao của nó là từ 40 đến 50 phân. Có mùi rất đặc trưng và tán lá rậm rạp. Và cây nở hoa với vô số hoa màu vàng nằm trên ngọn của thân và cành. Rồi người ta lại có quả của nó nữa. Mỗi một cái quả thì có tới 100 hạt, có dạng hình tam giác màu nâu sẫm. Tính chất hữu ích của cái cây Garamala này là tất cả các bộ phận của cây thảo dược đều có chứa các chất có lợi, ảnh hưởng tốt đến cơ thể con người, chống các bệnh khác nhau. Trong đó có chất Hagmalin chiếm hơn một nửa trong số tất cả các alkaloid của nó. Ngoài ra còn có Hagmalol, Hagmanin, Hagminin, thế rồi là Peganin, rồi Trimethylen, Kinon. Các hạt của nó có hàm lượng dầu béo là 14,2%. Rồi lá, rồi hoa và thân cây rất giàu kali, magie, sắt, mangan, đồng, nhôm, niken và chì. Đấy, rất nhiều cái yếu tố, các nguyên tố về kim loại như thế. Và cây còn có nồng độ kẽm, strontium và molybden và barium, barium cao, bari đấy cao. Thì về y học người ta đã xác định được là Garamala có chứa chất độc. Trong y học, chất alkaloid này được sử dụng trong điều trị các bệnh về não, viêm não, bệnh mạch máu, xơ vữa động mạch, tăng huyết áp. Và hoạt động của alkaloid ảnh hưởng hiệu quả đến quá trình chữa lành với chấn thương sọ não và chấn thương khi sinh đẻ, rồi tác dụng với chữa khối u hoặc khối máu tụ của não.
chất này sẽ nhanh chóng loại bỏ độc tố khỏi cơ thể, loại bỏ ảnh hưởng của nhiễm độc với mangan, carbon monoxide và giúp phục hồi sau các dị ứng phức tạp. Phục hồi sau khi bị ngạt thở, rồi sau trường hợp bị tăng số lượng hồng cầu, polyglobulia. Đó. Và nó cũng có tác dụng là an thần và gây ngủ. Loại cây này, cây cỏ này được sử dụng ở các nước Châu Á, Châu Phi và một số nước châu Âu để điều trị hệ thần kinh ngoại biên, viêm đơn sắc, viêm đa dây thần kinh, viêm dây thần kinh. Từ các alkaloid thuộc nhóm kinazolin của cây, người ta sản xuất ra deoxypeganin hydrochloride. Đó là một loại thuốc có tác dụng kháng anticholinesterase. Nó được quy định cho bệnh dùng cho bệnh nhược cơ, các tình trạng giống như bệnh liệt cơ, liệt nửa người, tổn thương sừng trước của tủy sống. Và do tác dụng của thuốc, dẫn truyền thần kinh cơ được phục hồi và trương lực của các cơ trơn tăng lên. Loại cây này nó có cái gamma alkaloid, gọi là gamin alkaloid ấy, nằm trên phần cây trên mặt đất hoặc là trong cái hạt của cây gamala đấy, được sử dụng trong điều trị một số bệnh của hệ thống thần kinh trung ương như chứng run tay, hậu quả của bệnh viêm não, bệnh Parkinson. Các alkaloid của thảo dược gamala có khả năng chống được cocaine, nghiện heroin. Và trong một số phòng khám, cây này được sử dụng trong điều trị nghiện rượu và nicotine ở Nga đấy. Và ở các nước ở Mông Cổ, ở các nước Trung Á đấy. Ứng dụng trong y học cổ truyền ở các nước ở Trung Á và Mông Cổ đấy là các sản phẩm này có tác dụng chống viêm, giúp toát mồ hôi, lợi tiểu, an thần, giảm đau. Trong y học dân gian ở nước này, ở nước Trung Á này, thì lá này, thân non này, hoa, rễ và hạt của cây đều được sử dụng. Và nước ép và thuốc sắc từ nguyên liệu của cây được sử dụng cho cảm lạnh dưới dạng thuốc để súc miệng này và chữa khoang bệnh khoang miệng này, đường hô hấp này và cho các bệnh về đường tiêu hóa, sốt rét, sởi và sốt. Đó. Đến đây tôi cũng muốn dừng lại một chút, muốn nói là đấy tại sao mà ông Trump đang khuyến khích là sử dụng cái loại thuốc chống sốt rét ở Mỹ, mặc dù là nó có phản tác dụng là nó làm cho những người bị dị ứng, thì đã có một đôi vợ chồng là một chồng thì chết mà vợ thì lại bị cấp cứu vì cái uống cái nước thuốc chống sốt rét này. Thì đây cũng là một loại thuốc chống sốt rét của người ở miền Trung Á đấy, cho nên họ đã sử dụng nó. Và họ bây giờ qua cái video này và qua cái bản tin của Nga, tôi mới thấy được là mới hiểu rõ tại sao là ở Mông Cổ và ở các nước Trung Á như Tashkent đấy, ở của Nga đấy, lại không có ai bị nhiễm cái virus corona này đấy. Ở Uzbekistan thế, loại cây này được sử dụng làm chất khử trùng trong thời kỳ dịch cúm trong lần trước đây. Đấy, trong dịch cúm họ vẫn dùng cái này để khử trùng bằng phương pháp là xông khói trong phòng, đốt cái cây đấy, cái cây khô chúng ta vừa mới giới thiệu các quý vị trông thấy đấy. Đấy, họ mới thu nhập tất cả cây khô, cả hoa, cả lá đấy, phơi khô, sau đó họ đặt trong phòng và đốt lấy khói để mà khử trùng, chống dịch cúm. Thế và bây giờ hiện nay họ dùng cái này để mà chống dịch coronavirus. Rồi lá được dùng để chữa bệnh thận, bệnh nha chu, suy nhược thần kinh và trầm cảm. Rồi ở Afghanistan thì nó còn được dùng để chữa bệnh tê liệt, cũng bằng từ khói đốt nguyên liệu thô, đốt cái khô để hửi nghít hít cái khói để chữa bệnh tê liệt cho những người bị tê liệt. Rồi đắp chữa lên những khối u từ việc là những cái lá già đấy, dã ra đắp chữa. Rồi ở vùng Kafka của Nga đấy,
thì đục thủy tinh thể ở mắt đấy, trong giai đoạn đầu được điều trị bằng nước ép của trái cây tươi này, của cây garamala này. Rồi người ta nghiền nhỏ garamala với rượu vang, với mật ong, với nước thì là và với mật gà, giúp điều trị suy giảm thị lực. Rồi nó còn được dùng để sử hiệu trị hen suyễn, lợi tiểu, các đường bệnh về dạ dày và ruột, run sán. Còn ở Ấn Độ thì hạt garamala là chất khử trùng hiệu quả. Họ ngày xưa người Ấn Độ thường dùng là đốt cháy cây lá mà hoa khô đấy của cây này để lấy khói để chữa vết thương. Còn nước thuốc sắc của nó, loại nước thuốc sắc đậm đặc đấy, có đặc tính là an thần, và dùng pha vào nước tắm làm giảm hẳn chứng viêm và đau do thấp khớp. Đấy, tắm bằng cái nước này rồi giảm viêm da, ghẻ và các bệnh ngoài da khác. Và với liều lượng tức là lấy một muỗng dược thảo garamala này, tức là phơi khô rồi giã nhỏ ra, lấy một muỗng canh, muỗng to đấy, đổ cùng với 500ml nước sôi, đậy kín, đun trong 15 phút trên ngọn lửa cháy âm ỉ thôi đấy. Sau đó sau 15 phút đó tắt lửa và ngâm trong khoảng là 2 giờ, sau đó bỏ bã đi, lấy nước để tắm, rửa, chữa được thấp khớp, rồi chữa các nốt ghẻ, rồi những vết trên da. Đấy, nhưng mà ngoài ra thì cũng có một cái người ta cũng thông báo người Nga thông báo là có cái sự chống chỉ định của việc sử dụng cây garamala này. Khi bắt đầu điều trị với các chế phẩm garamala đấy, được điều chế trên cơ sở của thảo dược này, thì cần nhớ rằng liều lượng chính xác phải được tuân thủ. Nó có thể gây trầm cảm, co giật, đánh chống ngực. À, xin chào anh Hải Văn ạ. À, rất mừng được biết anh là vẫn còn đang ở Việt Nam. Thế nhưng cũng không dám mời anh ra Hà Nội vì hiện nay là ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đều là cái khu vực là đại dịch, nên anh cũng là không dám mời anh ra mà chơi ngoài này. Vậy tôi xin quay trở lại vấn đề là nó có thể gây trầm cảm, co giật, đánh chống ngực, ảo giác, buồn ngủ, hạ nhiệt độ cơ thể. Đấy, cho nên là cái liều lượng rất quan trọng, vì nó có tính độc tính, là tính chất độc, là có chất độc nữa. Đấy. Còn khi mà sử dụng kéo dài thì có thể xảy ra khó thở, rối loạn chức năng tiêu hóa và đi tiểu nhiều. Các alkaloid chính là garmin, piganin, garmalin ở nồng độ cao có thể dẫn đến run, co giật, run tay đến chân đấy, co giật và thậm chí tê liệt. Đấy, tức là mặt trái của nó. Nhưng cái mặt phải của nó là cơ bản là rất tốt, là nó là tác dụng rất là chống cái virus. Nhất là ví dụ ngày trước đây là dùng là virus cúm, dịch cúm, rồi sốt rét, nhưng bây giờ người ta đã sử dụng để mà chống cái virus corona này. Và đã có tác dụng cụ thể là ở các nước này không có người nào bị nhiễm cả. Thì đây là một cái thông tin mà thấy rất hay, tôi đọc được ở tiếng Nga. Thế đây là bản tiếng Việt, thì tôi livestream ngày hôm nay đây để cho bà con từ Việt Nam biết. Thế còn tối hôm nay tôi sẽ livestream bằng tiếng Nga để cho những bà con ở Nga biết tiếng Nga và những người Việt Nam mình ở Nga biết. Và có thể sử dụng, mua được cái loại đó mà để gửi được về Việt Nam thì tốt quá. Đấy. Thì cũng mong là bà và Việt Cào, đồng bào người Việt mình ở bên Nga cũng rất nhiều sẽ tìm được loại cây này. Đấy. Thì tôi sẽ thông báo rõ cái tên của nó ở tiếng Nga. Có rất nhiều tên, vì là ngoài đây là dân tộc mà. Nên dân tộc ở Trung Á mà thì có nhiều tên lắm. Thì để cho bà con ở bên đó biết, sưu tầm và có thể gửi về nước để giúp đỡ chúng ta. Tôi cũng hy vọng đấy là cái điểm mà hy vọng lớn lao nhất của tôi hiện nay là làm sao để cho chúng ta, những người dân Việt Nam chúng ta tránh được cái đại dịch này, để vượt qua đại dịch này và chữa được bệnh khỏi. Nhưng hiện nay mà nói thì Việt Nam của mình là ít nhất, cũng lại ít của thế giới rồi. Chúng ta chứng tỏ là chúng ta đã có những cái biện pháp rất hữu hiệu để ngăn ngừa cái lây lan cái dịch này.
không như là các nước châu Âu và ở Mỹ là để diễn biến ghê gớm quá, dịch phát triển quá. Rồi, xin chào tất cả quý vị, các thầy, các bạn. Cảm ơn tất cả quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Xin chào. Здравствуйте, дамы и господа. Эта новость о коронавирусе COVID-19. Почему монгольский треугольник не охвачен коронавирусом? В Ташкент прибыл известный врач, заместитель гендиректора по науке Международного института вакцин при ООН Михаил Хавров. Вместе с министром здравоохранения республики с одним из огромнейших аэропортов мира тоже Шадмановым. Он провел подробную лекцию. Так же, как все наши станы. Ни одна центральная не имеет подтвержденного пресс-конференции. Конечно, мы обсуждали разные варианты. И сухость воздуха. Мы вместе с коллегами из Узбекистана заметили такую особенность, что есть ряд стран, входящих в так называемый монгольский треугольник, которые сейчас не охвачены коронавирусом. Мы долго думали о причинах. Может, сухой воздух и особый климат или исрык трава, которую в странах ЦА издревле использовали для обеззараживания. Сейчас гадать и предполагать что-то бессмысленно, но факт остается фактом. Ни в одной из стран ЦА случаев COVID-19 не выявлено. И, надеюсь, не появится, заявил Фаворов. Специалисты в доступной форме рассказали о природе коронавируса, а также отметили подмеченную особенность. Он отметил успешные действия узбекских властей и специалистов по профилактике распространения опасного вируса. Минздрав страны принимает все необходимые превентивные меры. И наши специалисты высоко оценивают уровень этой работы, заключил эпидемиолог. А что такое исрык трава? Искрык, трава или гармала обыкновенная, или могильник обыкновенный, иногда в литературе просто могильник.
или адрастан. Произрастает в получезасушливых степах Восточной Европы и Центральной Азии. Ядовитое растение, обладающее лекарственными свойствами. Распространена гармала очень широко во всему миру. Гармала – многолетнее растение с множеством стеблей. Его высота 40 до 50 сантиметров. Трава имеет характерный запах. Ветвистые извилистые стебли с голой поверхностью обладают густой листвой. Растение зацветает желтыми многочисленными цветками, располагающимися на верхушках стебля и ветвей. Плод, коробочка, имеет три гнезда, в которых созревает до 100 штук семян трехгранных клиновидной формы темно-коричневого цвета. Полезные свойства гармалы. Все части лечебной травы гармалы содержат полезные вещества, превосходно влияющие на организм человека при различных заболеваниях. Больше половины всех анкалоидов составляет гармалин. Также присутствуют гармалол, гармин, ДЛ, пеганин, 2,3-триметиленхина, золон. В семенах выявлено наличие 14,2% жирного масла. Листья, цветки и стебли богаты на макроэлементы – калий, магний, железо. Присутствуют также микроэлементов – марганец, медь, хром, алюминий, никель, свинец. В растении отмечена большая концентрация цинка, стронция, молибдена и бария. Применение гармалы. Гармала содержит гармин. В медицине данный анкалоид применяется при лечении заболеваний экстрапирамидной системы, таких как болезни головного мозга, энцефалиты, сосудистые заболевания, атеросклероз
гипертоническая болезнь. Действие алкалоида эффективно сказывается на процессе выздоровления при черепно-мозговых и родовых травмах, при опухолях или гематомах головного мозга. Это вещество быстро выводится из организма токсины, убирает последствия интоксикации марганцем, окисью углерода, помогает излечиваться от осложненной аллергии, асфиксии и полиглобули, увеличение числа эритроцитов. Гармин имеет седативные и снотворные свойства. Сырье гармали обыкновенной применяется в странах Азии, Африки, в некоторых европейских странах для лечения периферической нервной системы. Мононевриты, полиневриты, невриты. Из алкалоидов хинозолиновой группы растения изготавливают дезоксипеганикна, гидрохлорид, препарат, который обладает обратимым антихолинэстеразным действием. Назначается он при миастении, миопатоподобных состояниях, гемии, порезах, гемиплегии, поражении передних рогов спинного мозга. Благодаря действию препарата восстанавливается нервно-мышечная проводимость, повышается тонус гладких мышц. Алкалоид гармин на земной части или семян гармалы в виде хлористоводородной соли используют при лечении некоторых заболеваний центральной нервной системы, дрожательного паралича, последствий эпидемического воспаления мозга, паркинсонизма. Алкалоиды травы гармалы способны противостоять кокаиновой, героиновой зависимости. В некоторых клиниках растения применяют при терапии алкогольной и никотиновой зависимости. Применение в народной медицине.
средства на основе гармалы обладают противовоспалительным, потогонным, диуретическим, упокаивающим, обезболивающим действием. В народной медицине азиатских стран используют листья, молодые стебли, цветки, корни и семена гармалы обыкновенной. Настои и отвары из сырья растения применяют при простудных заболеваниях в виде отвара для полусканий горла и ротовой полости, ингаляции при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, малярии, кори, лихорадке. В Узбекистане растения используют как дезинфицирующее средство в период эпидемии гриппа, способом окуривания дымом помещения. Листья заваривают при болезнях почек, пародонтозе, неврастении и депрессии. В Афганистане дымом из сырья гармалы излечивают от параличей, а из листьев многолетника делают компрессы и припарки к опухолям. На Кавказе свежим соком лечат катаракту в начальной стадии. В растертом виде с вином, медом, соком фенхеля и желчью курицы гармалам помогает при терапии слабости зрения. Отваром из семян данного растения лечат бронхиальную астму, пьют в качестве мочегонного и потогонного средства, применяют для терапии заболеваний желудка и кишечника, гельминтоза. Семена гармалы – эффективное антисептическое средство. В Индии их поджигают и дымом окуривают раны. Крепкий отвар растения обладает свойствами транквилизатора. Ванны с отварами гармалы отлично снимают воспаление и болевой синдром при ревматизме, избавляют от дерматита, чесотки, иных заболеваний кожи. Отвар гармалы обыкновенной. 1 столовую ложку травы гармалы необходимо залить
500 мл кипяченой воды и, плотно закрыв посуду, кипятить 15 минут на медленном огне. Настаиваться нужно приблизительно 2 часа. Затем отвар следует процедить и применять для обмывания пораженных мест на коже. Но, внимание, противопоказания к применению гормоны. Начиная лечение средствами, приготовленными на основе травы гормоны, необходимо помнить о соблюдении правильной дозировки. Растение может вызвать депрессию, судороги, учащенное сердцебиение, галлюцинации, сонливость, понижение температуры тела. При длительном употреблении могут возникнуть затруднение дыхания, нарушение пищеварительной функции, увеличение мочеотделения. Основные алкалоиды – гармин, пеганин, гармалин, в больших концентрациях способны привести к появлению дрожи, конвульсий и даже к параличу двигательного аппарата. Для меня большая честь приветствовать вас, моих учителей и друзей, чтобы поддержать меня, нажав подписаться и поделиться видео для многих людей. Чрезвычайно благодарны и с нетерпением ждем вас, учителей и друзей. До свидания. Большое спасибо вам.